Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Các con thân mến, như vậy là hôm nay chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau trong chủ đề trung thu, phải không nào? Ở video bài học này, các bạn sẽ cùng cô bước sang bài học thứ tư của chủ đề thú vị và đầy màu sắc này. Để có được tâm thế hào hứng, vui vẻ trước khi đến với bài học, chúng mình cùng nhau khởi động một chút nhé. Các bạn cùng quan sát vào màn hình. Trước hết, hãy giúp cô gọi tên các sự vật đang có trong bức tranh. À, chính xác, đây là hình ảnh của một quyển sách đúng không nào? Đây là hình ảnh của con ếch. Và cuối cùng là hình ảnh của những tờ lịch. Trong những từ trên, chúng mình có các tiếng, các từ có chứa vần mà mình chưa được học. Những vần này đa phần đều khó trong cách phát âm cũng như nhận diện. Chúng ta cần hết sức chú ý nhất. Cụ thể, trong tiếng sách có chứa vần ách tiếng Ếch có chứa vần Ếch và tiếng lịch có chứa vần Ấch. Những phần này cũng chính là nội dung bài học hôm nay của chúng mình đấy. Bài học ách ít ít. Đầu tiên, chúng mình cùng nhau đến với phần nhận diện nhé. Trước hết, cô có phần ách. Đây là sự kết hợp giữa hai âm chữ a và chờ. Trong đó, âm chữ a đứng trước, âm chữ chờ đứng sau. Chúng mình sẽ cùng với cô quan sát Đây là phần ách được in thường Và đây là phần ách viết thường Các bạn sẽ đánh vần là e chờ ách -ch. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé e chờ ách Rất -ch. tốt Tiếp theo chúng mình có phần ít Phần ít bao gồm hai âm chữ E và chờ. Trong đó, âm chữ E đứng trước, âm chữ chờ đứng sau. Ở đây, cô lại tiếp tục có phần ít in thường và phần ít viết thường. Các bạn cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé. E chờ ít, ít. Cuối cùng, cô có phần phần ít là sự kết hợp của âm chữ y và âm chữ chờ trong đó âm chữ y đứng trước âm chữ chờ đứng sau được đánh vần là y chờ ít ít cùng đánh vần và đọc trơn với cô nào y chờ ít ít cô có câu hỏi dành cho các bạn là sửa ba phần ách, ít ít và ít mình vừa tìm hiểu thì điểm giống nhau đó là suy nghĩ À đúng rồi giữa ba vần đều xuất hiện âm chữ chờ đứng cuối đúng không nào chúng mình hay nhầm lẫn trong cách đọc của các vần như sau các bạn hãy quan sát lên màn hình và lắng nghe cũng như có thể đọc theo với cô nhé trong cách phát âm của các phần trên chúng ta hay bị nhầm lẫn thứ nhất là phần át và phần át thứ hai là phần Ếch và phần Ếch. thứ ba là phần ít và phần ít cùng cô luyện đọc lại nào át át ết Ếch. ếch. ít. Đây là một điểm khó trong cách phát âm để các con được đọc đúng và hay. Chính vì vậy, các con nên thật chú ý và luyện tập đọc nhiều hơn nhé. Phần tiếp theo đó là nhận diện và đánh vần mô hình tiếng. Với vần kết thúc bằng âm chữ chờ, cô có tiếng đại diện là sách. Ở tiếng này, âm chữ sờ đứng trước phần ách đứng sau. Trên đầu âm chữ A có dấu sắc. Chúng mình đánh vần là sờ ách sách sắc sách sách. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé. Sờ ách sách sắc sách sách. Wow, các bạn học sinh của cô rất giỏi. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ giới thiệu đến cho các bạn một tiếng khác có chứa vần ít. Đó là tiếng sết. trong tiếng này âm chữ sờ đứng trước phần ếch đứng sau trên đầu âm chữ e có dấu sắc chúng mình cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé sờ ít sắc sớt, sớt. cuối cùng là tiếng có chứa phần ít đó là tiếng thích chúng mình có thể dễ dàng quan sát và nhận thấy Tiếng thích có âm chữ thờ đứng trước, phần ít đứng sau, trên đầu âm chữ y có dấu sắc. Cùng cô đánh vần và đọc trơn nào. thờ ít thích sắc thích thích. Để ôn tập lại được những gì các con vừa được học, các bạn cùng thực hiện bài tập sau đây với cô nhé. Với những phần đã học, chúng mình có những từ khóa sau đây bìa sách, trống ếch, tờ lịch. Trong các từ khóa ở đây, chúng mình thấy các tiếng có chứa những phần mà mình vừa được đọc. Trong đó, tiếng sách chứa phần ếch, tiếng ếch chứa phần ếch, tiếng lịch chứa phần ít. Bây giờ, các bạn cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé. Bờ ia bia huyền bìa bìa sờ ách sách sắc sách sách bìa sách trờ ông trong sắc trống trống ít sắc ít ít trống ít tờ ơ tơ huyền tờ tờ l ít lít nặng lịch lịch tờ lịch sau khi đọc được các phần chúng mình thấy được rằng để ghi nhớ được các phần, các tiếng, các từ, chúng ta không chỉ học cách đọc mà còn phải học cách viết các phần ấy đúng không nào? Vậy làm thế nào để viết được các phần, các tiếng mình vừa học? Hãy cùng cô đi vào phần viết nhé! Trước hết, chúng mình cùng quan sát vào cách viết thứ tự các phần ớt và ít nào vô cùng đơn giản đúng không nhỉ? Các bạn có thể tập viết thật nhiều vào vở bài tập của mình nhé. Khi viết các con chú ý về độ cao của chữ hờ, cách đặt bút, nét viết để hoàn thiện các phần Khi quên, chúng ta có thể xem lại video hướng dẫn của cô nhé. Bằng việc luyện viết ba phần trên, chúng mình có thể luyện tập viết những từ mình đã được học như bìa sách, trống ếch, tờ lịch. Khi viết cần chú ý vào chiều cao của các con chữ như B, T, L, H, chiều dài của chữ G, cách đặt thanh điệu và thứ tự các con chữ, khoảng cách sự các tiếng cho hợp lý. Đọc như thế nào thì viết như thế ấy. Vậy làm thế nào để gõ được những vần và những tiếng mà chúng ta vừa được học? Trước hết, các bạn sẽ học cách gõ vần ách. Để có được vần ách, Đầu tiên chúng ta sẽ gõ vào âm chữ A trước, sau đó là tạo nên chữ chờ. Để tạo nên được âm chữ chờ, chúng ta gõ vào phím cơ, sau đó là hờ. Ở những bài học trước, cô đã hướng dẫn rất nhiều. Chính vì vậy, ở video này, cách gõ chi tiết âm chữ chờ, cô sẽ chỉ hướng dẫn cụ thể ở phần ách này thôi nhé. Để tạo nên từ bìa sách, trước hết các bạn sẽ tạo nên tiếng bìa, để có được tiếng này, các bạn gõ vào phím B, sau đó tạo nên phần ear, cuối cùng là phím F để có được dấu huyền. Tiếp theo là tiếng sách. Để có được tiếng này, các bạn cũng lần lượt gõ vào phím S, sau đó là tạo nên phần ách như đã hướng dẫn ở trên và cuối cùng là phím S để có được dấu sắc. Lưu ý giữa hai tiếng này, chúng ta sẽ có phím cách nhé. Thứ hai, các bạn sẽ đến với phần X. Các con gõ hai lần vào phím E để có được âm chữ E, sau đó là gõ vào âm chữ chờ. Như vậy, chúng mình đã có được phần X. Muốn gõ được từ trống X, chúng mình sẽ lần lượt gõ tiếng trống. Đầu tiên là âm chữ chờ, sau đó là phần ong và cuối cùng là phím S để có được dấu sắc. Như vậy các bạn đã hoàn thiện tiếng trống tiếp theo còn phải gõ vào phím cách sau đó với tiếng ếch thì tương tự như cách gõ phần ếch nhưng cuối cùng các bạn sẽ gõ vào phím s để có được dấu sắc như vậy là chúng mình đã hoàn thiện từ trống ếch rồi đấy thứ ba chúng mình cùng quan sát cách để các bạn gõ phần ếch nhé Tương tự như các phần khác, chúng mình cũng lần lượt gõ vào phím Y, sau đó là tạo nên âm chữ chờ. Như vậy, các bạn đã hoàn thiện được phần ít. Muốn có được từ tờ lịch, các bạn sẽ tạo nên tiếng tờ bằng cách gõ vào âm chữ tờ, sau đó là âm chữ ơ và cuối cùng là dấu huyền để có được tiếng tờ. Tiếp theo là dấu cách và với tiếng lịch các con sẽ lần lượt gõ vào chữ l sau đó là tạo nên phần ít và cuối cùng là phím j để có được dấu nặng như vậy với những bước đơn giản chúng mình đã có được từ tờ lịch hãy thực hành nhiều hơn để nhớ vị trí của các con chữ trên bàn phím cũng như cách để tạo ra các tiếng và các từ nhiếc. vậy với bài học về phần ít ít và ít chúng ta sẽ có những tiếng từ mở rộng nào và có bài đọc ra sao hãy cùng cô đón xem những kiến thức thú vị ấy ở video tiếp theo nhé bài học của chúng ta đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau